Vâng, Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Gia Đô. Trong video phát hành hôm nay tối thứ bảy ngày 25 tháng 12 năm 2021. Phần đầu video thì Hoàng Gia cũng vừa test một đoạn trên một ca khúc của ca sĩ Như Quỳnh. Vâng ạ, con đường xưa em đi. Được test nhạc từ nhạc mạng các bác nhá, nhạc lấy từ điện thoại bằng đây, dây cắm đây các bác này. Thì bây giờ thì em sẽ test một đoạn sang cho các bác chất âm của CD nhá. Nếu mà chúng ta chơi được nhạc hay thì chúng ta nên chơi nhạc CD các bác nhá. Bởi vì nhạc mạng thì đa số thì nó lẫn tạp âm là một, thứ hai là nó bị giải nén lại nên là cái tiếng bát, tiếng tép nó bị mất đi rất là nhiều. Nó không thể sạch được như những nhạc ở CD. Bây giờ em sẽ mở một đoạn CD để các bác cùng cảm nhận cái chất âm mà khi chúng ta nghe CD nhé. Đây là chất âm của nhạc CD qua CD, đầu CD các bác nhá. Thì hôm nay thì sản phẩm ngày hôm nay thì em được xin phép được gửi các bác đến một cái bộ âm thanh mà Hoàng Gia xin phép cho các bác, ghép cho các bác. Đó là một đôi loa đến từ Mỹ, JBL Model 4312 Control Monitor. Đây là dòng loa dành riêng cho phòng thu, gọi là loa kiểm âm các bác nhá. Những cái dòng loa mà liên quan đến câu chữ monitor, các bác lưu ý nhá. Monitor tức là dành riêng cho phòng thu, tức là loa kiểm âm, thì cái chất âm của nó rất là hay các bác nhá. Bởi vì những cái phòng thu mà đã sử dụng những đôi loa như này là có nghĩa là nó phải test được cái chất âm trước khi người ta thu một cái gì đó, người ta xuất bản một cái gì đó, thì người ta phải đều phải nghe qua cái đôi loa để chúng ta sẽ kiểm định chất âm trước khi in băng, in đĩa hay in một cái gì đó để trước khi bán ra thị trường hoặc để chúng ta thưởng thức, thì phải qua những cái đôi loa monitor như thế này. Và hôm nay thì trong clip này thì Hoàng Gia đang phối ghép với một chân âm ni của hãng Luxman, model là R1040, dòng âm ni đài. Và đây là cái dòng âm ni sản xuất tại thị trường Nhật, sản xuất cho riêng cho thị trường châu Âu, tức là ở đây chính xác là Mỹ các bác nhé. Và con này chạy điện 120V và nó đánh 4 con sò sắt, sò của nó là sò Hitachi. Và công suất của con này là 170W. Các bác nhá. Con này nó có hai cái đèn tia ở hai bên này. Khi các bác mở to này các bác sẽ nhìn hai cái đèn tia nó sáng nhá. Đấy. Đấy. Khi các bác mở nhỏ lưu diêu này thì các bác sẽ không đủ cái cường độ để cái đèn tia nó nháy các bác nhá. Con này thì nghe đài FM 108 và AM hai giải đài, bắt rất nét các giải đài các bác nhá. FM AM bắt rất nét luôn. Đấy. Mặt phay nhôm. Con này size của nó, size con này rơi vào size là 46 các bác nhá, size 46. Con AMI này size 46. Đấy. Có nút chỉnh bát tép và các chế độ đầu vào AM, FM, follow, aux. Ba năng này làm rất là nhỏ thôi. Đây, ba năng ở trên này. Chế độ monitor, chế độ mono. Đấy, now nớt đầy đủ luôn. Con này quan trọng là con này có now nớt các bác nhá. Đấy, now nớt. Đây là volume và đây là chế độ cầu A, cầu B, A cũng B. Đấy. Đây là âm ni hồi gỗ, vỏ gỗ. Những cái dòng âm ni của Luxman này thông thường các bác thấy ở trên thị trường ấy thì nó có rất nhiều các dòng Luxman N80V rồi vân vân và một số các dòng Luxman khác. Nhưng mà tuy nhiên thì gặp những con mà âm ni đài, âm ni đài tức là âm ni có sóng đài như thế này của Luxman thì nó rất là ít các bác nhá. Đấy. Và đây là con này nó là đối tác của những dòng JBL rồi. Ví dụ như là 4312, 4313, 4311 của dòng JBL và rất nhiều các dòng loa của châu Âu khác, thì những cái dòng Luxman này thì nó là đối tác của những cái đôi loa JBL rồi. Thì chính vì thế hôm nay thì Hoàng Gia cũng xin được phép được kết nối và phối ghép với cái đôi loa JBL 4312 Control Monitor này để chúng ta cùng mời các bác từ thẩm âm cái đôi loa này các bác nhá. Đôi loa này thì có hai vi tinh chỉnh này, một chỉnh chung, một chỉnh tép ở trên. Đấy. Bát là bát 30 và gân của nó là gân giấy xếp các bác nhá, gân giấy xếp lòng trắng các bác nhá. Đấy, lòng bát là trắng. Tép này, tép chéo nhá. Lòng chéo này, chung này chéo này, lỗ thông hơi phía trước. Đấy. Tính dòng này thì chất âm nó rất là hay. Các bác nhá, những bác nào đã chơi những dòng 4312 này rồi thì chắc chắn là các bác biết cái chất âm của những cái dòng này rồi. Đặc biệt nó này là monitor nữa. Đấy.
Đấy. Sản xuất tại California, USA, series của nó đây các bác này. 12405. Đấy. Con này là 12088. Đấy các bác nhá. Thì thùng vách thì rất là đẹp. Thùng vách đẹp, các tuyến hoa đều đẹp luôn các bác nhá. Zin nguyên bản hết. Đấy, từ những cái mặt cái này là cái xương đúc nguyên khối, còn nói chung này là xương đúc nguyên khối các bác nhá. Đúc nguyên khối luôn. Đấy. Nguyên bát đây. Tất cả các lòng bát này các bác lưu ý nhá, những cái dòng mà JBL 4312 hay 4313 mà lòng mắt trắng này các bác lưu ý khi chúng ta mua thì các bác phải để ý nhá. Bởi vì rất nhiều con nó bị sơn lại. Nó sơn lại như thế là nó sẽ mất rất nhiều giá trị của đôi loa. Bởi vì chơi những đôi loa này ngoài vẻ đẹp ra thì chúng ta còn phải quan tâm đến cái vấn đề nó còn zin hay không và nó có đúng chất mộc của nó không. Cái đấy nó rất là quan trọng. Đấy, và giá cả nó còn phụ thuộc vào cái vấn đề cái gọi là cái độ chất của đôi loa nó là bao nhiêu phần trăm để chúng ta mới đánh giá được cái giá cả của đôi loa các bác nhá. Đấy. Thùng vách con này rất là đẹp luôn, thùng là lạng gỗ và thùng nó rất là nặng các bác nhá. Và bên này, phía hậu sau, dòng loa Mỹ thì nó sẽ không ít khi nó ghi cái thông số kỹ thuật đó các bác ạ. Nên các bác ý tại sao thắc mắc là sẽ có nhiều bác sẽ thắc mắc là tại sao quay những thùng loa Mỹ này mà không thấy có tem mác gì giống như của Pioneer. Thì dòng loa Mỹ này thì gần như nó không có thông số vì công suất là bao nhiêu. Đấy, nhưng con này thì trở kháng, con này là 8 ohm các bác nhá. Con này là 8 ohm. Đấy. Còn cái công suất các bác hỏi chính xác là bao nhiêu thì cái này nó không có trên này thì Hoàng Gia cũng không dám khẳng định được. Bởi vì bản thân của những dòng loa Mỹ là như thế. Bởi nhưng mà được cái là những dòng loa Mỹ thì nó thông thường thì nó lại có cái trở kháng, cái độ nhạy của cao. Thế là bản thân những dòng loa Mỹ nó không cần cái công suất âm ly quá lớn. Các bác lưu ý nhá. Ở đây thì nó là bất kỳ thôi. Bất kỳ cái dòng loa nào mà có công suất, nó không ghi công suất nhưng mà nó có độ nhạy cao thì các bác lưu ý cho em là nên chơi vào những cái con âm ly nó có công suất vừa phải thôi. Thậm chí vài chục watt thôi. Đừng quan tâm đến cái âm ly công suất lớn làm gì cả. Nhiều bác là cứ nghĩ là đôi loa to thế này thì công suất phải lớn. Đấy, các bác cứ hình dung là loa to thì công suất phải lớn. Thường là các bác sẽ nghĩ như thế. Và chúng ta phải chơi âm ly công suất lớn. Nhưng mà nhiều đôi loa ấy, nó công suất nó đôi loa 40, bát 40 thật nhưng mà nó lại độ nhạy nó lại 9 mấy hoặc hơn 100 decibel cơ. Tức là độ nhạy rất cao. Thì các bác lưu ý là trong cái tình huống đó các bác đừng mua âm ly có công suất lớn làm gì cả. Càng công suất lớn đánh ra thì càng mất tiếng bát. Các bác nên tìm những lúc đấy các bác phải nên nhớ là quan trọng nhất vấn đề của bác ở đây là các bác phải tìm được những con âm ly nó phải có âm sắc tốt. Âm sắc nó phải tốt, nó hay thì ghép nó mới hay được. Còn những cái con âm ly nó có độ nhạy cao rồi thì nó không tốn công suất. Nên các bác đừng cho công suất nhiều quá làm gì. Càng công suất nhiều ra tiếng bát càng mất, càng không hay. Đó, các bác lưu ý nha. Thế tại sao các bác để ý rằng tại sao có những đôi loa rất to nhưng nó đánh cái âm ly đèn có mấy watt thôi. Những con âm ly đèn nó chỉ có 6W hoặc 7W. Nhưng tại sao nó đánh được những đôi loa bát 30, 40 đánh bình thường. Bởi vì đấy là những con đôi loa nó có độ nhạy rất cao. Nên nó không cần công suất. Mà lúc đấy chúng ta hãy quan tâm đến cái âm sắc là quan trọng. Cái âm sắc nó mới là cái quan trọng các bác nhá. Nên các bác lưu ý cái công suất nó chỉ là một cái phần thôi nha. Nhiều bác cứ nghĩ là phải là công suất âm ly phải gấp đôi, phải hơn công suất của hai một đôi loa cộng lại và đi mua âm ly. Như thế đấy là cái sai lầm các bác. Cái đấy nó chưa phải hoàn toàn chính xác đâu. Vâng ạ, và thì Hoàng Gia thì trong clip này thì em cũng xin báo giá để các bác tham khảo cái bộ sản phẩm ngày hôm nay. Thứ nhất là đôi loa JBL Control 4312. Đôi loa này Hoàng Gia đang bán với giá là 20 triệu đồng và con âm ly Nuxman 1040 âm ly đài. Hàng Nhật xuất Mỹ, chạy 4 sò sắt Hitachi công suất 170W. Con này Hoàng Gia đang bán với giá là 12 triệu đồng các bác nhá. Cả bộ combo 32 triệu đồng. Các bác nhá, 32 triệu đồng. Đấy, đôi loa rất là đẹp và e căng của nó là zin nguyên bản đây. Tất cả các e căng là zin nguyên bản nhá, không có bục rách gì cả. Vâng, và cuối cùng thì Hoàng Gia xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi cái clip này. Và mọi thông tin chi tiết mời các bác liên hệ với Hoàng Gia đưa theo số điện thoại như trên tấm biển này 0975884009. Vâng ạ, địa chỉ cửa hàng tại ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vâng ạ, và cảm ơn các bác đang theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo ạ.